Bây giờ mình phải chia cái này thành 3 coi nó làm sao. Đó, chia làm 3 coi nó làm sao. Thế rồi người ta không có nghĩ ra được cách thì người ta diễn tả cái này. Không nghĩ ra cách thì người ta mới dùng cái phách liên 3 trong kinh cổ điển, là 3 thằng này có giá trị bằng 1 mẫu. Nhưng mà cái cách diễn của nó mới là đó là thay vì 2/4 thì bây giờ nó chia thành 6/8. Tức là một cái nốt nhạc bình thường nó chia làm 4 phần, một cái nốt tròn bình thường nó chia làm 4 phần, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ví dụ vậy. Bây giờ một cái nốt nhạc này nó chia làm 8 phần. Thì như vậy nếu mà cái nhịp 6 này này nó lấy thì nó sẽ lấy 6 phần. Thì nó sẽ đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế rồi khi nó biết là 6/8 như thế này thì một phách của nó chỉ lấy bằng một nốt đơn thôi. Nó biểu diễn bằng một nốt đơn. Nhưng cái giá trị của nó là một nốt đây. Tại vì nó là nhịp 6/8. Thế thôi. À, hay là cái này khó hiểu. Ví dụ 2/4 là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6/8 là 1, 2, 3, 4. Thấy không? Nó gấp đôi đúng không? Cho nên nó biểu diễn bằng một nốt đơn. Tuy nhiên, thay vì cái khác viết lên 3 thì bây giờ nó viết thành nốt đơn là nhịp bình thường. Thế rồi trong một cái ô nhịp của nhịp 6/8 nó sẽ đánh 6 phát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Khi nó đánh bằng 6 phát này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, thì nó vẫn phải, thì nó không có cái cách nhấn nhịp. Cho nên là nó phải lấy cái sự cách nhấn nhịp của 2/4. Cho nên nó sẽ đánh là 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tức là nó vẫn chỉ nhấn 2 phách. Đó, nó nhấn 2 phách nhưng mà nó chia thì lại chia lại 6 phách. Nó nhấn 2 phách nhưng chia lại 6 phách. Như vậy ha. Để hiểu cái này các bạn nào cũng phải tập với thầy nhá. Đọc cho thầy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1.